Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái món ba này. Chào các bạn đi. Tôi được trà chào lắm cho anh em. Tôi và Tiến chào lắm cho anh em. Tôi Dũng Mạnh chào cho anh em. Ok, hôm nay mình gọi là làm một cái món gọi là xúc xích nướng siêu cay các bạn ạ. Thì anh em ở đây đã chuẩn bị cái lọ than ạ. Cái gì nhỉ? À kia kia, mình đã chuẩn bị gọi là một cái một túi xúc xích này. Cái là ớt bột Hàn Quốc này đúng không? Lọ sa tế này, lọ tương ớt này. Và đây anh mình chuẩn bị một túi than hoa các bạn ạ. Một túi than hoa để anh mình hôm nay sẽ làm cái món gọi là xúc xích nướng siêu cay. Bọn mày nói không là thấy cay rồi. Cay rồi. Cho sa tế rồi ớt siêu cay những thứ. Anh mình bây giờ sẽ nướng lên thử xem ăn xem ngon không các bạn nhá. Đây sa có than. Hả? Sa tế là cái gì? Đọc đấy không đọc được à? Bây giờ lớn như này chưa biết là sa tế là cái gì à? Đúng là trẻ trâu các bạn ạ. Là ok, bây giờ gọi là bây giờ mình sẽ gọi là trộn gia vị vào xúc xích rồi anh mình đi đốt than để nướng lên. Thực sự cái clip này rất là mất thời gian nên là rất mong được các bạn ủng hộ để anh mình hoạt động được ra những clip hay hơn. Ok 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 ok, và anh mình sẽ tiến hành làm các bạn nhé. Rồi bây giờ anh mình sẽ trộn siêu cay lên gọi là một thằng đó tương ớt, thằng lấy sa tế ra các thứ đi. À từ cắt cứa đó. Kìa con dao nữa kìa. Đây con dao đó, hai thằng cắt cho nhanh. Cứa nhỏ ra để cho nó xúc xích gọi là nó bám siêu cay vào. Một ít bé thôi, cứa một ít thôi. Sao lại nó có gì quá? Cái gì? Dao chơi quá. À? nhìn thấy thế nào luôn trời, ôi phi hả, nhìn đỏ ngầu rồi mắc cay rồi. Anh mình đang trộn siêu cay các bạn ơi, anh phải khứa ra để cho nó thấm vị cay vào bên trong. Các bạn nhìn thấy có siêu cay rồi, bây giờ anh mình sẽ đi đốt lò để chuẩn bị nướng các bạn nhé. Nướng nên không biết là ăn sẽ thế nào đây. Ba thằng thấy thế nào rồi phi, nhìn siêu cay còn để thưởng thức thử xem ngon hay không. Ok, anh mình đang gọi là vẫn đang gióm than hoa lên các bạn ạ. Đây rồi, bây giờ xúc xích rồi, anh mình bây giờ sẽ cho vào luôn. Nào cho vào đây. Ui giời ơi, cho vào. Ui giời các bạn ơi, ui giời, xúc xích siêu cay có khác. Ui biết chín không biết ăn sẽ lão nhỉ. Để cho chảy hết những cái đi, không nó chảy xuống dưới than kia. Lấy thêm đôi đũa nữa để đảo nó đi. Ui giời, gọi đây. Thôi để 5 cái một, lướng 5 cái một thôi. Đó. Đảo đi. Mình phải vẫn đang mở quạt để gọi là cho nó gì các bạn ạ, cho nó thổi than các bạn ạ. Lật đi, quay đi. Quay đừng lật kiểu ý. Quay lại thôi, quay lại cho nó gọi là chín đều thôi. Không biết là món này thế nào các bạn ạ, nhìn rất là có mùi thơm nhá. Thơm đấy. Và bây giờ sẽ tắt quạt đi, không cần quạt nữa. Đây. Thơm thật. Thực sự là anh em mình gióm cái than hoa kia rất là mất thời gian luôn các bạn ạ. Nóng không? Nóng đấy. Chín bằng hơi mà. Đó. Chín bằng hơi khói luôn các bạn ơi. Bắt đầu là nó rồi đấy. Đây, cái kia bắt đầu là nó. Nói chưa? Ơi, cái kia là nó là sắp ăn được rồi đấy. Bởi vì khi nướng cái này nó sẽ phồng lên các bạn ạ. Cho luôn chả nữa. Để số 2 thôi, để gọi là hơi hơi quạt cho có gió thôi. Có gió vào là để cho nó thổi, cho nó nhanh chín. Úi giời các bạn ơi. Đây xúc xích nướng siêu cay các bạn nhá. Bên này đi. Nhìn ngon không bà kia? Ui, hả? Nhìn ngon không? Tí thứ ăn phát xem thế nào đúng không?
Anh em mình nướng mất khá nhiều thời gian các bạn ạ. Úi giời, cũng chưa biết là nó chín hay chưa. Bây giờ chỉ để cho đun trà thưởng thức trước thôi. Đun trà thưởng thức trước chứ. Ok. Ok, nào đây cho đưa cho đun trà một cái trước đi. Đấy đấy. Đấy. Úi giời, nóng không? Nó cầm gấp ra cho đun trà. Đó, anh em mình sẽ ăn luôn dưới này cho dân dã các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Úi giời. Úi giời. Chết đi ăn rồi. Mắc ngon, cay không? Vừa ngon vừa cay này. Như cái vị nướng này thế nào? Mình ngửi ở ngoài ở ngoài ngửi mùi thơm vãi các bạn ạ. Hai thằng này phải đợi tí để đang đun trà đang ăn. Thèm chưa? Đúng rồi. Đun trà đang thử cái món này rồi. Ăn nóng hổi luôn. Cay quá. Đâu tiến để cho mạnh nho gì thôi là tiến thử đi xem nào. À, tiến thử mà. Mời các bạn nha. Ừ. Ngon quá. Cay quá. Hơi cay cay. Anh nghĩ là chắc nó hơi cay cay một tí thôi. Không cay quá đâu. Ngon không? Ngon. Ăn cái vị này thế nào? Kiểu nướng này kiểu mùi khói khói lên ấy. Ừ. Kiểu nướng hơi nóng. Ăn ngon lắm. Ngon thế này quá. Chuẩn bị đây là thằng Mạnh nó đang gọi là đang vẫn đang đảo để tí nó ăn các bạn ạ. Đây cái này chín nữa hay sao Mạnh nhỉ? Bây giờ Tiến sẽ gọi là Tiến vừa ăn vừa đảo để cho Mạnh thưởng thức các bạn ạ. Không ăn cái kiểu này mà bây giờ. Úi giời. Tiến bây giờ mà gọi là vừa ăn vừa đảo, không bây giờ nếu mà không người nào đảo là cháy hết luôn các bạn ạ. Úi giời, đây đây, úi giời, cần đảo cẩn thận không nó cháy. Đây ăn cái này đi. Cái này đây, đấy cái chín rồi. Tiến ơi, ăn đi đậu rồi. Nóng nhỉ? Thử thử không nào? Ok. Mời các bạn nha. Xà tế các thứ đấy. Thấy thế nào? Mạnh thở ra khỏi. Nóng. Nóng á? Cây ghê. Quay xúc xích lên cho các bạn xem nào. Sắp đến trở tay à? Trời ơi các bạn ơi, ui dồi, mắc ngon luôn, nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Nó ăn nữa. Phê, mắc phê. Đồ cay luôn à? Đồ trà nó ăn thêm đi. Ăn luôn, thích cái nào đây? Đây cây có chín rồi, nó hơi bị đen một tí, đảo không đều thôi. Chín hết rồi. Cho thêm vào, có cần thì cho thêm vào để ăn. Ngon quá. Thì không ăn nó mắc cay rồi. Ngon quá. Cay ơ. Ăn đúng nữa thừa. Không khí khu khói. Khu khói á? Ừ. Thế đây đang sông khói thì còn gì nữa. Nó ngon. Tiến thèm chưa? Thôi đây, Tiến thưởng thức đi đấy. Vừa thưởng thức vừa ăn sao vậy? Mình thèm quá các bạn ạ. Chắc là mình sẽ phải ăn một cái thôi. Đấy thôi anh ăn cái mới này. Đợi Tiến đợi tí nha. Mình mời các bạn nha. Ui, nóng quá. Ui ôi, thơm quá. Ngon. Các bạn nào muốn thưởng thức nó như nào tự làm đi. Cay. Cái vỏ nó đỏ cay vãi tròn. Cay này mà bọn này. Trời, mình ta luôn cay vãi tròn luôn. Bọn này tụi này ăn không thấy cay à? Có. Tế lưỡi à? Cay vãi tròn luôn. Đây mình ăn thử đây. Sa tế.
Các bạn đừng bảo không cay nhá. Nhưng vẫn mắc ngon đúng không? Đây là ăn tại trận. Ờ, ngon thật đấy. À, ngon ngọt à. Cây cây ngon rán luôn. Ngon rán luôn các bạn ạ. Ngon hơn rán cứ mấy lần. Không sao, ăn bẩn giống lâu có gì đâu. Đúng không? Cây thật. Trời ơi các bạn, nó đỏ cay vãi chuồng luôn. Kiểu muốn khạc ra lửa này. Cay vãi chuồng luôn. Cay như mút. Nóng ruột rồi. Chứ mà khóa trong tận hàng xóm rồi. Ăn đây một cười này. Trời ơi, thơm quá hàng xóm sang đấy. Nóng ruột rồi. Sao nóng hết rồi. À, nóng mồm ấy nhỉ. Cay quá. Lại ngồi gần đống lửa đấy các bạn ạ. Đâu ai mà đống lửa? Đống than. Đống than luôn kìa. Okay. Bắt lỗi à? Bắt lỗi. Bắt lỗi mình các bạn ạ. Không, đúng chờ cho cái cảm giác khi mà ăn món này này. Ăn cái xúc xích gì, ăn nó kiểu là xúc xích hun khói ấy. Hun khói siêu cay luôn. Ăn thì cực kỳ cay luôn rồi. Mắc ngon. Ăn mình đang gì rồi, lõng hết bụng rồi. Không, mạnh không? Mắc cay luôn các bạn này. Bây giờ mình mình đang là cho cái này chắc chảy, chả cay đâu, gọi khứa ra ngấm nào nữa. Hết mồm. Nhìn mắc ngon luôn các bạn ạ. Các cầm hôi rồi. Anh em đang nướng để thưởng thức luôn. Vừa làm quán tham nút nửa cái mồm vừa lóng vừa cay. Ôi trời, ăn nó càng cay rồi. Đó. Ăn cái này công nhận nó khác lạ, ăn ngon hơn cái loại mà xúc xích rán với chiên các bạn ạ. Ăn nó lạ mồm, ăn rất ngon luôn. Đó, bốn cái này như mình sẽ nướng để thưởng thức luôn các bạn nhá. Wow. Bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chào, xin chào. Chào các bạn đi. Chào. Bị sao ấy? Đơ à? Đơ, cay. Chào, chào.